Ngoài hai bài kinh giáo giới La Hầu La và bài kinh ca ngợi Ngài trong Tăng Chi thì còn bài kinh nào nói về hoạt động của Ngài và bài Gia Du Đà La trong Tăng Đoàn hay không? Thứ nhất là tại sao mà Bồ Tát lại ra đi khi mà con trai vừa mới sinh? Nó như thế này thưa quý vị, khi mà còn là tại gia đó thì chúng ta bị tham ái nó chi phối. Quý vị đừng có nói là Bồ Tát là không bị tham ái chi phối. Khi mà Ngài còn chưa xuất gia, khi Ngài còn chưa xuất gia thì Ngài vẫn còn bị tham ái chi phối. Chứ nếu không thì làm gì có chuyện là lấy hoàng hậu Gia Du Đà La và đẻ ra La Hầu La. Thành ra đó, chúng ta nên hiểu rằng đó là kết quả của phiền não. À, thì chúng ta không thể nào nói là không, tôi tin Phật lắm cho nên là khi dù là Phật chưa chứng thánh thì Ngài cũng không bị phiền não, thì xin thưa cái đó không đúng. Cho nên khi mà Ngài chưa xuất gia thì cái việc mà Ngài lấy vợ sanh con là cái chuyện đó bình thường. Và cái chuyện là hỏi là tại sao mà Ngài quyết định là không có sinh con luôn á, thì cái đó phải hỏi Ngài với sao hỏi mình. Tại vì chúng ta không có khả năng đọc tâm của Bồ Tát, không có khả năng đọc tâm. Tuy nhiên á, sư nói là đây là thông lệ, đây là thông lệ của chư Phật ba đời. Tất cả các vị Phật, các ngài đều có con khi chưa xuất gia. Vì sao vậy? Bởi vì đó, nếu như mà các ngài không có con á mà các ngài xuất gia thì có thể người ta sẽ nói ngài là một người không hoàn hảo, ngài là một người nam không hoàn hảo khi mà ngài không có khả năng sanh sanh ra con trai đấy. Hoặc là vì do ngài không sanh ra con trai, không có con cho nên ngài mới bất mãn, ngài đi xuất gia. Thành ra đó là thông lệ của chư Phật, thông lệ của chư Phật là hầu như là vị nào, tất cả các vị Phật là trước khi xuất gia đều có con. Hơn nữa đó, luôn là có một cái vị gọi là con của Bồ Tát đó ở trong tăng đoàn. Để chi vậy? Vì đó là nhân duyên để cho các đời chúng sanh ấy, khi mà thấy à đây là đây là một vị tỳ kheo giống y như Đức Thế Tôn, giống y như Đức Thế Tôn, hỏi ra mới biết à đây là con của ngài trước khi mà ngài xuất gia, thì những chúng sanh đó sẽ hoan hỷ và sẽ phát nguyện là mong cho tôi sau này cũng sẽ là con của một vị chánh đẳng chánh giác đó. Thì đó cũng là một nhân duyên quan trọng ha. Rồi tại sao mà không ngài không chờ cho con mình lớn lên á? Thì xin thưa đó là khi mà cái Nekkhammabarami, có nghĩa là cái xuất gia ba la mật nó trổ, khi cái quả nó trổ đó thì không thể chờ được, không thể chờ được. Chỉ những ai mà trải qua cái giai đoạn này rồi mới mới biết đó là khi mà cái xuất gia ba la mật này nó trổ đó, vị đó chỉ có một lòng mong muốn đi xuất gia thôi, giống như là không thể nào ở lại được, không thể chờ thêm một ngày một giờ nào nữa, huống chi là chờ cho con mình lớn lên. Khi cái ba la mật chỗ đó, nhất là cái xuất gia ba la mật chỗ đó, thì vị đó không thể chờ. Mà trong chú giải có nói đó là dù cho tam giới có sập đi chăng nữa, dù cho bất kỳ cái chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì cũng không có một ai, không có một cái nguyên nhân gì có thể ngăn cản ngài đi xuất gia vào cái ngày hôm đó, do cái ba la mật nó trổ ha.